đây là thánh đế khổ đây là pháp tánh của thánh đế khổ đây là thánh đế tập diệt đạo đây là pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo đây là bốn tịnh lự đây là pháp tánh của bốn tịnh lự đây là bốn vô lượng bốn định vô sắc đây là pháp tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc đây là tám giải thoát đây là pháp tánh của tám giải thoát đây là tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ đây là pháp tánh của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ đây là tất cả pháp môn tam ma địa đây là pháp tánh của tất cả pháp môn tam ma địa. Đây là tất cả pháp môn Đà La ni, đây là pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La ni. Đây là pháp môn giải thoát không, đây là pháp tánh của pháp môn giải thoát không. Đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đây là pháp tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đây là năm loại mắt, đây là pháp tánh của năm loại mắt. Đây là sáu phép thần thông, đây là pháp tánh của sáu phép thần thông. Đây là 10 lực Phật đây là pháp tánh của mười lực Phật, đây là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Đây là pháp tánh của bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Đây là pháp không quên mất, đây là pháp tánh của pháp không quên mất, đây là tánh luôn luôn xả, đây là pháp tánh của tánh luôn luôn xả đây là trí nhất thiết, đây là pháp tánh của trí nhất thiết, đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là quả dự lưu, đây là pháp tánh của quả dự lưu, đây là quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, đây là quả vị độc giác, đây là pháp tánh của quả vị độc giác, đây là tất cả hạnh đại Bồ-Tát, đây là pháp tánh của tất cả hạnh đại Bồ-Tát. Đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đây là pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên phân biệt sự sai khác của các pháp và pháp tánh như thế mà hoại pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng nên hoại các Pháp và Pháp tánh, thì tại sao Như Lai tự hoại các Pháp và Pháp tánh? Nghĩa là Ngài thường dạy, đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, đây là sắc xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là nhãn giới, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là nhãn thức giới, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Đây là nhãn xúc, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Đây là địa giới, đây là thủy hòa phong không thức giới, đây là vô minh, đây là hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than cổ, yêu não đây là pháp nội đây là pháp ngoại đây là pháp thiện đây là pháp phi thiện đây là pháp hữu lậu đây là pháp vô lậu đây là pháp thế gian đây là pháp xuất thế gian đây là pháp cộng đây là pháp bất cộng đây là pháp có tranh cãi đây là pháp không tranh cãi đây là pháp hữu vi đây là pháp vô vi phật đã từng nói các pháp như thế lẽ nào không tự hoại các pháp pháp tánh